Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một cái model đầu CD của Marang có kèm thêm chức năng giải mã, và đặc biệt là chiếc đầu này thì có thể kết nối được với USB để chơi được nhạc từ trên USB, và cũng đồng thời kết nối được một thêm đường USB để kết nối với máy tính. Chúng ta có thể chơi giải mã nhạc phát từ máy tính ra. Đó chính là chiếc đầu CD Marang SA8004. Chiếc đầu này thì được thiết kế với cái form dáng của những chiếc đầu CD Marang hiện đại. Đó là mặt, phần mặt hai bên cạnh của nó thì được bo tròn vào, rất là đẹp. Ở phần giữa thì là được làm bằng nhôm phay và cửa đĩa ở giữa. Màn hình hiển thị thì được đặt bên dưới cửa đĩa. Chiếc đầu này thì có thể chạy được nhạc SACD, một cái loại đĩa chất lượng cao hay còn gọi là đĩa Super Audio. Chiếc đầu CD Marang SA8004 này thì nó có thể chạy tương tự như một chiếc giải mã độc lập. Ví dụ như chúng ta có thể kết nối với các đường cáp quang và các đường USB tín hiệu cũng như là đường USB kỹ thuật số. Hai chiếc đầu này thì có đầy đủ điều khiển zin. Hiện tại thì em đang bán với giá là 14.500.000 chiếc đầu CD Marang SA8004 có kèm giải mã chất lượng cao. Chiếc đầu này thì giải mã được 24 bit. Em chỉnh lại chút để cho nó cân. Giải mã 24 bit có kèm theo điều khiển zin. Em sẽ quay cái phía sau để em thử qua một số các cái tốc độ đọc của chiếc đầu này. Hiện tại em đang cho đĩa CD. Chúng ta có thể thấy là nó nhận rất nhanh. Chuyển bài nó nhận rất nhanh luôn. Và chiếc đầu này thì không hề kén đĩa một chút nào. Đúng không ạ? Em nách bài nhưng nó nhận rất nhanh. Rồi bây giờ em sẽ tắt đi. Chúng ta xem sơ qua về phần mặt tiền. Phía trước đây là cổng USB để chúng ta có thể kết nối với điện thoại iPhone, iPod hoặc là các cái USB có chứa nhạc. Ở bên cạnh nó là nút input để chọn các cái đường vào ở đằng sau cũng như là đường USB đằng trước. Ở phía sau thì chúng ta có gì? Đây, mời anh em cùng xem. Đằng sau thì bên tay trái của tôi đây, bên tay trái của em đây là đường analog ra. Còn tiếp theo là đường USB để kết nối máy tính, đường đồng trục và đường cáp quang vào. Đây là ba đường vào. Và đây là hai đường ra, một đường đồng trục, một đường optical ra. Máy đã sản xuất tại Nhật, chạy điện 100, giá là 14.500.000. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0978 263 263. Cảm ơn anh em.